Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và chính quyền quận Nam thành phố Gwangju, Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết giao lưu hợp tác bằng hình thức trực tuyến với mong muốn tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa thành phố Đà Lạt và quận Nam thành phố Gwangju. Theo đó, hai bên sẽ duy trì mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin lẫn nhau trong các lĩnh vực quan tâm chung như hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch. Tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên thông qua giao lưu rộng rãi, thúc đẩy giao lưu nhân lực và vật lực trong các sự kiện thuộc các lĩnh vực hợp tác nêu trên. Hợp tác tích cực trong việc trao đổi thông tin để đảm bảo giao lưu thuận lợi trong tương lai. Bám sát mục tiêu giao lưu chất lượng, nỗ lực nâng cao hiểu biết và hợp tác trong các vấn đề quan tâm chung và các vấn đề không được đề cập trong bản ghi nhớ này sẽ được thảo luận và tiến hành trên cơ sở đồng thuận song phương. Thời gian qua, thành phố Đà Lạt đã và đang được lãnh đạo cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác đối ngoại nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Đà Lạt Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung trên thế giới, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế đến với Đà Lạt, đồng thời cũng tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế với các đối tác địa phương nước ngoài. Việc ký kết bản ghi nhớ giúp thành phố Đà Lạt tăng cường khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức để phát triển địa phương, cũng như mở ra các cơ hội mới về hợp tác trên các lĩnh vực hành chính, văn hóa, giáo dục, kinh tế, du lịch, đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.